dạo này cứ review ra laptop thôi anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ có một thanh ở đây là 16GB DDR4 em nhá, laptop 16GB đấy, ram laptop 16GB hơi bị xịn luôn đấy. Bên đây chúng ta sẽ có này, đây là 16GB ram này, DDR4 này, 2666 này, CL19 anh em ạ. Trong một ta sẽ có một thanh ram và một dây nhóm lò anh em ạ. Bên một bộ mạch màu xanh luôn. Anh em biết rồi đấy, màu xanh là cái màu mà không phải là những bộ mạch mà đa số mọi người sử dụng bây giờ. Mà bây giờ đa số mọi người sử dụng là ram màu đen. Nhưng mà tại vì đây là ram laptop nên là màu xanh cũng không có vấn đề gì cả. Đằng sau chúng ta sẽ có 4 chip nhớ, đằng trước sẽ có 4 chip nhớ, tổng cộng đây là 8 chip nhớ. Vậy tức là mỗi chip này là chip 2GB anh em nhá. Đằng trước đây chúng ta sẽ có tem này, chúng ta còn có cả tem bảo hành của SPC nữa bởi vì đây là một sản phẩm của SPC. Thanh ram này là thanh ram DDR4 dành cho laptop anh em nhá. Và laptop này là đây là một thanh Shodin, tức là anh em sẽ rất là vui với những chiếc laptop hiện tại, đặc biệt nó là 16GB nữa. Và tất nhiên rồi, cái profile của nó thì vẫn khá là đơn giản thôi, chỉ là bus là 266, Galaxy là 19, một chiếc thanh ram khá là ổn áp cho chiếc laptop hiện ra. Nếu mà anh em muốn nâng cấp cho chiếc laptop của mình thì đây là một lựa chọn cực kỳ là ổn áp luôn. Anh em mua ngay về luôn cho mình nhá.